Và bây giờ xin mời các bạn nghe tiếp phần thứ 25 của Về Rờ. Ta hãy nghe thêm vài sự kiện về luyến ái của số cán bộ đảng viên này để biết thực tại của nó ra sao. Sự kiện thứ nhất là trường hợp của con gái Hai Cà, bí thư tỉnh ủy khu A xảy ra năm 1963. Ông ta có cô con gái rượu tuổi mới 18, đưa đến gửi gắm cho học cứu thương rồi công tác ở lại một bệnh xá của khu A. Tại đây có một anh y sĩ cán bộ mùa thu tập kết về, xuất thân là thợ hớt tóc, thành phần cơ bản đấy, chịu trách nhiệm về khoa nội. Cô ta được ban chỉ huy bệnh xá phân công công tác ở khoa này với quyền điều khiển của y sĩ nọ. Lửa gần trôm không trồm thì trụa. Ở đây hai cô cậu này không thoát khỏi câu châm ngôn đó. Y sĩ nhà ta tuy xuất thân là thợ hớt tóc rồi được vào đảng, đảng cho đổi nghề đi học cứu thương học y tá. Trước khi về Nam được cho đi học lớp y sĩ nên cái nghề nghiệp ở trong mắt tạo cho anh ta cái nước da trắng trẻo dễ coi. Gương mặt không đến nỗi xí gì cho lắm, cô nọ lại đang ở cái tuổi thèm yêu, khao khát, dục tình. Nên dù gặp anh y sĩ lớn hơn mình gần gấp đôi số tuổi, có bộ mã dễ coi lại chưa có vợ, cứ hát những câu yêu đương ân ái mãi cũng đâm ra siêu lòng. Câu chuyện đổ bể, chi bộ quân y báo cáo cho đảng ủy khu A biết, Hai Cà tức lắm, đòi cô con gái về nhà riêng đập cho một trận, cấm không được yêu nữa. Nhưng cô con gái cứ khăng khăng nhất định yêu cho kỳ được, vì đã lỡ ấy với nhau rồi, Hai Cà chết điếng, tức vô tả. Sau đó một ngày, triệu hồi anh y sĩ đến văn phòng hỏi tội, bảo thẳng cho anh biết là đứng về phương diện gia đình ông ta không chấp nhận, đứng về phía đảng ông ta cũng không đồng ý. Ông ta thét lên: "Đồng chí là cái thằng không ra gì. Đảng đã giáo dục dạy dỗ đồng chí như thế nào mà bây giờ đồng chí lại yêu đương một cách trái cửa vậy? Lập trường giai cấp của đồng chí để đâu?" Thì ra trong lúc quá nóng Hai Cà nói không cần nghĩ nên mới bị anh y sĩ trả lời cho một câu nổ đom đóm mắt. "Dạ, báo cáo đồng chí, đảng đã dạy rằng tự do luyến ái đúng lập trường giai cấp và yêu những người xuất thân ở giai cấp công nông thì trong trường hợp chúng tôi yêu nhau thật là đúng theo tiêu chuẩn do đảng đề ra. Người tôi yêu là con có một cán bộ trung thành với cách mạng, xuất thân thành phần cơ bản, chả lẽ con của đồng chí lại thuộc về giai cấp bóc lột phản động sao?" Hai Cà cứng họng đuổi anh ta ra và chỉ thị cho ban chính trị khai trừ anh y sĩ, hạ tầng công tác, thuyên chuyển công tác cho đi giữ kho muối và xúc tiến biện pháp kiểm thảo giáo dục, cảnh cáo toàn khu A. Trong khi ban chính trị thi hành theo thủ tục, thì vợ Hai Cà đến cho hay con gái mình lớn bụng rồi. Hai Cà chết sững, bà vợ theo năn nỉ mãi, bảo đã lỡ rồi, nếu cứ làm cho nó hả tức thì tội nghiệp cháu ngoại nó không cha, không ai nuôi nó phải cực và danh dự gia đình chẳng còn gì. Nhờ vậy quyết định vừa gửi đi được thu hồi lại ngay, thay bằng một quyết định khác, khai trừ ra khỏi đảng 6 tháng, sụt một cấp từ thiếu úy xây phó xuống còn chủng úy, bê trưởng, ghi lý lịch về tội vô kỷ luật không chấp hành mệnh lệnh đảng, chứ không phải là tội dâm ô vô kỷ luật phản giai cấp làm hoen ố thanh danh của đảng như trước đây. Với quyết định vẫn kèm theo một câu cho phép làm lễ tuyên hôn nhưng phải thi hành kỷ luật trước trong phạm vi nội bộ. Trường hợp trên đây là trường hợp của đảng viên, lại là cán bộ mùa thu được tập kết ra Bắc rồi trở về Nam công tác. Anh ta vẫn bị khai trừ ra khỏi đảng, hạ tầng công tác, cảnh cáo ghi lý lịch cũng vì yêu. Thì như vậy ai có thể nghe được khuyết điểm và quan hệ nam nữ về tình ái chỉ là một khuyết điểm thuộc sinh hoạt, trâu ria không đáng kể. Dĩ nhiên đó chỉ là một lập luận được đẻ ra sau những vụ hôn nhân của các lãnh tụ, các cán bộ cao cấp của đảng nhằm bảo vệ uy tín đảng và cá nhân lãnh tụ. Đối với quần chúng ngoài đảng, những hình ảnh thông thường nhất ở tất cả đơn vị cơ quan và các nơi được gọi là vùng giải phóng là việc ngồi nghe kiểm thảo ngay lưng vì quan hệ nam nữ không đứng đắn, vì đảng không cho phép yêu, hay ngược lại cái cảnh dòm ngó lén lút theo dõi trình bắt những cuộc nói chuyện tai đôi ở chỗ vắng người như là một thói quen, một sinh hoạt cần thiết mà đảng giáo dục cho mọi người. Bất kỳ một ai muốn yêu phải được phép của tổ chức, dù là đảng viên, đoàn viên hay quần chúng cũng vậy, ái tình chỉ huy là thế. Nếu kể từ trường hợp với những nét khác nhau của nó thì không sao kể xiết, không một mối tình nào không được tạo bằng nước mắt. Ở một trường hợp thông thường như giữa hai quần chúng nam nữ yêu nhau, báo cáo lên tổ chức bảo rằng:
Độc Chí Nữ có tác phong tiểu tư sản, công tác không tích cực và nhiều cá tính xấu, tổ chức không bằng lòng cho đồng chí xây dựng hôn nhân. Hoặc A, đồng chí nam kia tuy là thành phần cơ bản nhưng lập trường cách mạng, lập trường giai cấp không vững, có tư tưởng cầu an, đôi lúc tỏ ra vô kỷ luật. Vì vậy tổ chức xét trường hợp của hai đồng chí thấy không được. Nếu đồng chí lấy đồng chí nam kia, đồng chí không tiến bộ được. Rồi những hình thức từ chối khác như A, tình hình hiện tại tất cả toàn dân toàn quân tập trung nỗ lực vào chiến đấu chống kẻ thù, ai ai cũng gác mọi chuyện riêng tư, tình cảm ích kỷ cá nhân ra, tại sao hai đồng chí lo tính chuyện hạnh phúc cá nhân, tình yêu đôi lứa, tuổi của các đồng chí còn trẻ quá mà, mới 20 ngoài việc chi đã vội. Hay chiến trường đang chiến đấu, đây là chiến trường du kích gian khổ khó khăn, đảng yêu cầu các đồng chí dẹp chuyện yêu đương, hôn nhân lại vì yêu phải lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, điều đó làm nặng nề thêm cho tổ chức. Cái chính là làm suy giảm tinh thần chiến đấu của các đồng chí không tiến bộ nổi, chiến đấu mà nghĩ tới vợ con, chồng con thì chiến đấu cái nỗi gì. Hoặc các đồng chí thấy đó, toàn miền Bắc đang phát động phong trào ba khoan, phong trào ba sẵn sàng, thì tại sao ở tuyến đầu của tổ quốc các đồng chí còn có thể yêu nhau được chứ? Dĩ nhiên đám nam nữ thanh niên họ bất mãn thắc mắc, càng bất mãn hơn khi thấy cán bộ mùa thu thi nhau luân quạt đầu này tấn công tình cảm đầu kia, theo em nơi nọ, nhất là những nhân vật trong ban chỉ huy đơn vị và cấp đảng ủy của họ. Họ dám làm thế là vì quân ủy miền đã có chỉ thị cho các cấp phải tích cực giúp đỡ lo kiếm vợ cho những cán bộ mùa thu lớn tuổi còn độc thân. Là ban chỉ huy, là cấp chỉ huy của đơn vị, tức người có quyền nhất ở đơn vị, thì làm sao các cán bộ thường chiến sĩ có quyền ngăn cản được? Cho nên dựa vào chủ trương của quân ủy, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, cũng như lợi dụng mấy cậu thanh niên choi choi bị cấm chỉ quạt, ban chỉ huy cấp ủy tha hồ dùng đủ mọi cách để lấy cho kỳ được các cô đẹp nhất, trẻ nhất, đáng tuổi con cháu, có mặt tại đơn vị mình hay ở tại các đơn vị bạn. Với sự ủng hộ tích cực của các thủ trưởng và cấp chỉ huy đơn vị, nếu địa vị danh vọng lợi lộc không mua chuộc được lòng của các cô gái trẻ mới lớn lên đang độ thèm hơi hướng con trai, nhưng con trai chịu bất lực, thì áp lực biện pháp quân sự khi toàn ban chỉ huy, toàn cấp ủy tán trợ còn ai kêu ca vào đâu được, thành đã bị phá, mọi việc đã rồi thì cô con gái đành cắn răng cam chịu mà thôi. Mâu thuẫn trong phạm vi hưởng quyền lợi tình ái ở mọi cơ quan đơn vị ngày càng lớn lên thêm, giữa chỉ huy và lính, giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp ủy và đảng viên, giữa đảng viên và quần chúng. Nhiều cậu thanh niên không nhận được nỗi nóng hỏi ban chỉ huy, hỏi cấp ủy tại sao có sự vô lý bất công đó. Người ta giải thích rằng những cán bộ mùa thu họ đã hy sinh suốt cả quãng đời niên thiếu, mấy chục năm liền của mình cho cách mạng, cho nhân dân. Vì lẽ đó họ chưa lập gia đình, đảng có bổn phận phải lo hạnh phúc cho họ và an ủi họ. Tại sao họ già mà lấy mấy cô gái trẻ nhỏ bằng nửa tuổi của họ? Có gì đâu, tại hai người thỏa thuận lấy nhau mà, tự do luyến ái mà. Và dù họ có dùng hình thức này hay hình thức nọ để lung lạc đi nữa, thì các đồng chí xem trên quan điểm cách mạng chẳng có gì đáng trách cả. Vì nhân dân, vì cách mạng tạo nên cái già thì cái già đó đâu thể gọi già. Quãng đời làm cách mạng hy sinh cho đất nước phải trừ ra. Giả dụ như đồng chí A năm nay 40 tuổi, tham gia cách mạng từ 45 đến nay, vị chi là 20 năm. Trừ 20 năm làm cách mạng ra, đồng chí A năm nay xem như 18 tuổi, thì đồng chí nữ kia năm nay 18, tức là hai người bằng tuổi nhau. Thanh niên 18 cưới thanh nữ 18 mà các đồng chí bất mãn cho là chênh lệch không xứng đôi hả? Tư tưởng của các đồng chí thật là phi cách mạng, phi nhân dân, sai lầm vô cùng. Những đồng chí thanh nữ cũng phải thấy như thế mới là người tiến bộ, lập trường cách mạng vững vàng, tư tưởng xác đáng. Chẳng những vậy, các đồng chí nữ càng phải yêu hơn, tha thiết hơn, say mê 22 năm cách mạng đáng tôn thờ đó. Đó là lập trường và lý luận của đảng đó. Nếu không vì cách mạng năm ngoài 20 tuổi, họ vẫn có vợ, có gia đình như bao nhiêu thanh niên khác. Quả là lý luận cách mạng tuyệt vời, thế mà các cậu thanh niên lại cho là kỳ quái, nhạo báng, trùm beng, cười mỉa mai nhất cả đầu cán bộ cấp ủy. Hành động đó sẽ dẫn đến kiểm thảo, cảnh cáo rồi khai trừ không sao tránh khỏi. Không khí đã căng thẳng giờ lại căng thẳng hơn. Để đáp lại chủ trương và lập luận kể trên, ở tại các đơn vị R thuộc các khu A, B, C, D, E, H, vùng rừng núi, đám nam nữ thanh niên kể từ giữa năm 66 đâm ra liều mạng, thà chịu cảnh cáo khai trừ mà được yêu thỏa mãn nhu cầu của tuổi trẻ.
Họ cũng dùng lối tốc chiến tốc thắng, bao vây thọc sâu chia cắt, công kiên chiến cường tập vân vân. Mỗi khi đưa ra kiểm thảo cảnh cáo, họ làm ra vẻ hối hận ăn năn đau khổ vì lỗi lầm của mình trước buổi họp của toàn đơn vị như sau: Thưa các đồng chí, chúng tôi thành khẩn nhận khuyết điểm trước đảng, trước các đồng chí. Vì một phút nông nổi quên lời giáo dục của đảng, chúng tôi đã làm giảm phẩm chất cao quý mà tập thể đã nâng đỡ rèn luyện cho bấy lâu nay. Dù đảng bảo rằng khuyết điểm về quan hệ nam nữ, về luyến ái chỉ là khuyết điểm sinh hoạt râu ria không căn bản, nhưng chúng tôi nhận thấy đó là một lỗi lầm hệ trọng, biểu hiện tư tưởng dâm ô, vô kỷ luật, vô luân lý, ảnh hưởng tư tưởng phản động lạc hậu của đế quốc phong kiến. Trước mặt các đồng chí hôm nay, tôi xin thay mặt cho hai đứa chúng tôi nhận khuyết điểm, hối hận, ăn năn thành khẩn, hứa trước các đồng chí rằng từ nay chúng tôi quyết tâm sửa chữa, không dám tái phạm. Chúng tôi xin cam chịu và nhận lãnh mọi biện pháp kỷ luật của đảng và tổ chức, không dám quán thán điều gì. Vì chúng tôi nhận thấy được lỗi lầm của mình, trước tiên tôi thành thật báo cáo trước các đồng chí tuần tự diễn tiến của sự kiện từ đầu cho đến bây giờ. Sau đó xin phân tách khuyết điểm nhận xét dựa theo bản tự kiểm của chúng tôi. Như vậy, chúng tôi đã coi thường kỷ luật đảng, coi thường tập thể, có những hành động dâm ô đã hủy hoại sinh mạng chính trị của riêng mình, đã mất lập trường giai cấp, lập trường cách mạng, đã xa rời tập thể, mất đạo đức, xấu xa để đến nỗi bây giờ đã có thai 2 tháng. Chúng tôi hối hận vô cùng, giờ trước sự thể xảy ra chỉ biết xin đảng thương cho phép chúng tôi lấy nhau để cái thai kia được chăm sóc. Và chúng tôi xin làm tròn bổn phận cha mẹ đối với con, và từ nay về sau hai chúng tôi xin thành khẩn hứa với các đồng chí không dám phạm phải khuyết điểm sai lầm này nữa. Một tràng cười nổi lên trong cuộc họp và có giọng nói ác đi hét lớn lên. Hai đồng chí đặt đảng, đặt tổ chức trước sự đã rồi, dù có thi hành biện pháp kỷ luật nào thì các đồng chí cũng đã ăn nằm với nhau, đã lấy nhau rồi, thành khẩn gì, thành khẩn hứa không phạm khuyết điểm lần nữa khi hai người đã thành vợ chồng, đã lấy nhau. Các đồng chí thỏa mãn rồi còn phạm gì nữa chứ, thật là ngụy biện khó nghe, qua mặt đảng, qua mặt tổ chức như là một trò đùa, đồng chí xem đảng là con nít hả? Tất cả những điều trên đây chứng tỏ cho mọi người biết khuyết điểm về quan hệ nam nữ, về luyến ái chỉ là khuyết điểm thuộc về sinh hoạt râu ria, không căn bản, không còn đúng nữa. Và tân luyến ái quan của Mao Trạch Đông, chủ trương tự do kết hôn của đảng chỉ là một quyển sách và một danh từ dùng để trang trí, làm đẹp cho hình thức bề ngoài của chế độ. Có lẽ đứng ở một góc nhìn nào đó, người ta cho rằng tình yêu mà có nước mắt, có đau khổ mới đáng được gọi là yêu chăng? Trong công tác, trong cách mạng, đối với đảng, đối với dân, đều cần phải có sự thử thách để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối, thì tại sao ở phạm vi luyến ái không cần sự thử thách bằng nước mắt? Từ sau cuộc kháng chiến 9 năm, từ 45 tới 54, trong thâm tâm của một số lớn người đủ các thành phần có mang một mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi đó là sự đóng góp vào công sức cuộc kháng chiến chống Pháp giành lại tự do độc lập cho đất nước. Những người này nghĩ rằng cuộc kháng chiến đó thật là anh hùng, thật là vinh dự, một hành động cao cả cho bất cứ ai tự nhận là công dân Việt Nam, trong khi không biết bao nhiêu người hy sinh vào sinh ra tử, sống chết mới giành lại được độc lập. Thì mình chỉ biết an thân thủ phận, sợ khó, sợ khổ, sợ chết, ở nhà hú hí vui vẻ với vợ con, thậm chí còn làm việc cho Pháp, giúp Pháp chống lại kháng chiến, tàn sát nhân dân. Điều này thật là xấu hổ và ân hận hết sức. Cuộc kháng chiến đó đã qua rồi, để lại trong lòng mình một sự hối tiếc, một mặc cảm khó quên, mình thật là một người đáng trách, không biết tôn thờ một lý tưởng cao đẹp, vân vân. Bởi nguyên cớ đó nên cuộc chiến tranh ngày nay mới thành hình, máu lửa đầy trời chết chóc điêu đứng đất nước này bị tàn phá đến cùng độ, và mầm mống chiến tranh mới có cơ sở phát triển, sinh sôi nảy nở lớn rộng như tình thế hiện tại của miền Nam. Họ là những ai? Là những gia đình có con em theo kháng chiến tập kết ra Bắc, là những nông dân nhẹ dạ, là những trí thức sống trong mơ, bỗng hốt hoảng giật mình tỉnh giấc mộng đời, là những thanh niên nam nữ mang nhiều suy tưởng, hoài bão to rộng bằng trời và đang cảm thấy cần làm một cái gì đó để phục vụ. Nhưng mặc cảm trên đây đúng hay sai? Đúng mà sai, đúng ở chỗ tham gia kháng chiến chống Pháp là đúng, hy sinh cuộc đời cho độc lập dân tộc là đúng, chiến đấu cho tự do của nhân dân bị nô lệ hơn 80 năm là đúng. Nghĩ rằng những người tham gia kháng chiến chống Pháp thật là anh hùng, là vinh dự, điều này hoàn toàn đúng,
Việt Nam đuổi được Pháp ra khỏi bờ cõi này là nhờ có cuộc kháng chiến anh dũng đó, bởi độc lập tự do không thể xin xỏ mà Pháp cho được, nó phải đánh đổi bằng máu và đấu tranh, trong khi mọi người không bằng cách này cũng bằng cách khác, không trực tiếp cũng gián tiếp lao mình vào mục đích đấu tranh, thì mình chỉ biết lấy mắt nhìn, cầu an hưởng lạc, sợ chết, đầu hàng giặc hoặc giúp giặc khôi phục lại xích sừng nô lệ cũ thì có xấu hổ, có mang mặc cảm tội lỗi là chuyện thông thường rất đúng. Nhưng sai là sai ở chỗ đánh giá sai, quan điểm sai về cuộc kháng chiến chống Pháp từ 45 tới 54. Cuộc kháng chiến đó là do sự hy sinh xương máu đóng góp công sức của toàn dân chứ không phải riêng của một cá nhân nào, riêng của một nhóm nào hay của một đoàn thể đảng phái nào. Bất kỳ ai nhận đó là công riêng của mình thì quả là một sự khoác lác cướp công khả ố, phải công bằng thành thật và khách quan nhìn nhận rằng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng đảng phái, đoàn thể, nhóm này, nhóm kia chỉ chiếm một phần nhỏ, đại đa số là những người không đảng phái, không đoàn thể nào, vậy thì đó là công của ai? Ai tham gia kháng chiến cũng đều được tổ chức ghi công, nhớ ơn dù họ là cộng sản, là quốc gia đảng, là Đại Việt, là dân chủ xã hội, vân vân. Cuộc kháng chiến đó là một nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi người, mục đích của nó là giải phóng dân tộc, là đánh đổi Pháp, là phá bỏ xích xiềng nô lệ, trả lại độc lập cho toàn dân Việt Nam. Bất kỳ đảng phái nào, xu hướng chính trị nào cũng phải nhằm vào mục đích đó. Tổ chức và nhân dân Việt Nam cũng chỉ chấp nhận cho mỗi một mục đích và tất cả mọi hành động nhằm phục vụ cho yêu cầu trên. Những ai mưu toan đem mục đích riêng tư, tham vọng riêng tư, lợi dụng cuộc kháng chiến toàn dân đó để thi hành một mưu lược riêng đều bị kết án. Và nhân dân sẽ hủy bỏ không bao giờ chấp nhận sự đóng góp của họ, bởi họ chỉ là kẻ lợi dụng kháng chiến chứ không phải vì tổ quốc mà kháng chiến. Hiệp định Geneva 54 ký kết, tình thế đã đổi khác. Những người kháng chiến chân chính họ trở lại gia đình tiếp tục cuộc sống bình thường, góp sức vào việc tái thiết và xây dựng chế độ chính trị của miền Nam. Những người tán thành vào tông thờ chủ nghĩa cộng sản tập kết ra miền Bắc, số này chiếm không đầy 5% tổng số chung. Tuy vấn đề này không phải chỉ giản dị như vậy, nhưng đã được đặt ra và xác định một cách rõ rệt như thế. Cái sai của một số người ở miền Nam này xuất phát từ chỗ đó, cho nên mới có cái mặc cảm tội lỗi, ngỡ rằng Pháp về nước nhả miếng mồi Việt Nam do công của 5% tổng số chung tập kết ra Hà Nội năm 54. Rồi đứng núi này trông núi nọ, họ chưa hiểu về chế độ chính trị ở miền Bắc, chưa sống ở miền Bắc đã vội tưởng rằng đó thật là một chế độ tốt, một đời sống ở thiên đường hạ giới, ước gì miền Nam này cũng được như vậy. Nhờ mặc cảm, nhờ sự tưởng tượng, họ đã để cho chế độ miền Bắc lợi dụng tạo dựng cơ sở cán bộ cài lại phá hoại chế độ miền Nam, để rồi tạo nên cuộc chiến tranh khốc liệt hôm nay do sự điều khiển trực tiếp của miền Bắc. Ngày nay, một số người khác bị lây cái mặc cảm trên. Họ đâu có ngờ những người trước họ đã vấp phải một sai lầm tai hại. Họ là những thùng dầu tưới thêm vào lò lửa chiến tranh này. Họ mong chấm dứt chiến tranh, ao ước đòi hỏi hòa bình, nhưng họ sẵn sàng để cho miền Bắc lợi dụng, củng cố thêm cơ sở mới để ngọn lửa chiến tranh bùng mạnh hơn nhờ cái mặc cảm của họ. Mong rằng hai chuyện sau đây sẽ làm họ suy nghĩ nhiều và biết đâu nó sẽ chữa được bệnh mặc cảm tội lỗi. Mắc phải bấy lâu, hai mẫu chuyện này người viết mượn nó thay phần kết luận cho thiên tài liệu về rờ.